Báo Mỹ công bố kịch bản Trung Quốc thu hồi đảo Đài Loan không tốn một viên đạn. Trung Quốc nhắc nhở NATO ngừng đổ lỗi, Ukraine chuẩn bị cho hội nghị hòa bình lần thứ hai. Lữ đoàn 79 Ukraine tuyên bố đã phá hủy tổ hợp OSA của Nga. Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa trong cuộc tập trận trên biển Barents. Sức mạnh tàu sân bay Mỹ lần đầu tiên cập cảng Busan của Hàn Quốc Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở ở Mỹ gần đây công bố Trung Quốc có thể áp dụng chiến thuật cô lập đảo Đài Loan, Trung Quốc làm tê liệt nền kinh tế của hòn đảo và thu hồi hòn đảo mà không cần phải tốn một viên đạn. Theo CNN các nhà phân tích từ lâu đã đề cập tới hai khả năng trung quốc thu hồi đảo đài loan đó là giải pháp tấn công tổng lực hoặc bao vây quân sự nhưng trong báo cáo mới csis nêu giải pháp thứ ba mà điều này có thể khiến mỹ và phương tây gặp khó khăn hơn trong việc hỗ trợ đảo đài loan đó là giải pháp cô lập hay cách ly trên biển theo csis trung quốc có thể sử dụng chiến thuật vùng xám huy động lực lượng cảnh sát biển và dân quân để cô lập một phần hoặc toàn diện đảo đài loan csis cho biết điều này có nghĩa là các tàu thương mại sẽ bị cản trở khi tới đảo đài loan các nguồn cung cấp thiết yếu như năng lượng và thực phẩm cũng bị hạn chế các chuyên gia của csis nhận định đối với chiến thuật này quân đội trung quốc sẽ chỉ đóng vai trò hậu cần và hỗ trợ không can thiệp một cách trực tiếp trước đó quân đội trung quốc đã mở cuộc tập trận không quân hải quân quanh đảo đài loan mô phỏng kịch bản chiếm quyền lực và kiểm soát lãnh thổ ông lý hy người phát ngôn bộ tư lệnh chiến khu miền đông của quân đội trung quốc pla cho biết Cuộc tập trận đã kéo dài 2 ngày xung quanh đảo Đài Loan nhằm kiểm tra năng lực hiệp đồng, chiếm giữ quyền lực, phối hợp tập kích và kiểm soát các lãnh thổ trọng yếu. Thuật ngữ chiếm giữ quyền lực thường được sử dụng để chỉ hành động của một lực lượng sử dụng vũ lực để kiểm soát lãnh thổ nào đó một cách chóng vánh. Ở diễn biến khác, theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, gần đây Mỹ tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung-Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Căn cứ vào luật chống trừng phạt nước ngoài của Trung Quốc, nước này đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể liên quan đến công ty công nghiệp quân sự Lockheed Martin và lãnh đạo cấp cao của công ty này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6. Theo đó, ba thực thể của công ty Lockheed Martin gồm phòng thí nghiệm tích hợp hệ thống tên lửa, phòng thí nghiệm công nghệ tiên tiến và công ty đầu tư mạo hiểm sẽ bị đóng băng bất động sản, động sản và các loại tài sản khác tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, một loạt các nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao của công ty này cũng bị phong tỏa tài sản tại Trung Quốc, cấm các cá nhân, tổ chức tại Trung Quốc thực hiện các giao dịch hợp tác liên quan đến những người này, đồng thời không cấp thị thực, không cho nhập cảnh vào Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông và Macau. Ngày 18 tháng 6, Mỹ tuyên bố bán hai hệ thống máy bay tấn công không người lái cho Đài Loan với tổng giá trị 360 triệu đô la Mỹ. Đây là thương vụ bán vũ khí thứ hai của Mỹ cho Đài Loan kể từ tháng 6. Hôm mùng 5 tháng 6, Mỹ cũng đã tuyên bố bán các bộ phận của máy bay chiến đấu F-16 trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho hòn đảo này. Vừa qua, Trung Quốc đã kêu gọi NATO ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh về cuộc chiến Ukraine sau khi người đứng đầu liên minh quân sự này cáo buộc Bắc Kinh làm xấu đi cuộc xung đột thông qua sự hỗ trợ dành cho Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó cảnh báo Trung Quốc phải đối mặt với hậu quả vì cố giúp Nga xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Đáp lại, Bắc Kinh thẳng thừng nói rằng NATO nên tự nhìn lại mình thay vì bôi nhọ và tấn công Trung Quốc một cách tùy tiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Chúng tôi khuyên NATO ngừng đổ lỗi và gieo rắc bất hòa, đừng đổ thêm dầu vào lửa và kích động đối đầu mà thay vào đó hãy làm điều gì đó thiết thực để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng chính trị. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga đã phát triển mạnh mẽ hơn đáng kể kể từ sau khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ những tuyên bố của phương Tây rằng họ đang hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Moscow. Các ngoại trưởng G7 đã bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ về việc chuyển giao vật liệu và linh kiện có công dụng kép từ các doanh nghiệp Trung Quốc sang Nga đang được Moscow sử dụng để mở rộng năng lực quân sự. Trung Quốc cũng bác bỏ các cáo buộc của G7 ngay sau đó, với tuyên bố rằng họ không cung cấp vũ khí cho Nga hay Ukraine, cũng như luôn duy trì kiểm soát chặt chẽ với hoạt động xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng. Ở một diễn biến khác, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Jemak mới đây nói các quan chức nước này đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai sau khi hội nghị đầu tiên diễn ra vào cuối tuần trước tại Thụy Sĩ. Ông Jemak cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng hội nghị thượng đỉnh lần hai sẽ chỉ có thể diễn ra sau khi các nước thành viên thống nhất về kế hoạch chung. Quá trình này dự kiến sẽ mất vài tháng và còn rất nhiều việc phải làm. Moscow không tham dự hội nghị lần thứ nhất, nhưng ông Yermak cho biết đại diện của Nga có thể được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai để thảo luận về kế hoạch hòa bình. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan và quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị John Bass đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 21 tháng 6 để thảo luận thêm về hợp tác song phương. Trước đó, cùng ngày, ông Bass đến Kiev để gặp các quan chức Ukraine và các đối tác khác nhằm nhắc lại cam kết của Washington đối với Ukraine trong cuộc xung đột quân sự với Nga về phần mình thủ tướng ukraine smihan cảm ơn mỹ đã tham gia hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở ukraine tại thụy sĩ và ủng hộ công thức hòa bình của kiev ông smihan viết trên telegram chúng tôi đã thực hiện một bước đi quan trọng hướng tới một nền hòa bình công bằng trên lục địa châu âu hai bên cũng thảo luận về việc ukraine hội nhập nato khôi phục ngành năng lượng thông qua các chương trình của cơ quan phát triển quốc tế mỹ usaid sản xuất quốc phòng chung và cung cấp thêm vũ khí cần thiết, trước hết là vũ khí phòng không. Thủ tướng Smihan cũng thông báo Mỹ sẽ phân bổ 7,8 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraine trong năm nay, đồng thời bày tỏ điều này sẽ giúp tăng cường sự ổn định tài chính vĩ mô của đất nước chúng tôi. Trong khi đó, về xung đột Nga-Ukraine cũng trong ngày 21 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán về an ninh với Mỹ, nhưng phải toàn diện và bao gồm cả vấn đề Ukraine. Ông Peskov nhấn mạnh, cuộc đối thoại như vậy rất cần thiết vì có nhiều vấn đề liên quan đến an ninh toàn cầu đang tích tụ. Bình luận trên kênh Telegram ngày 21 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cho rằng Mỹ khá nghiêm túc trong việc đàm phán với Nga về một hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Tuy nhiên, ông Medvedev khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và ngăn chặn nước này gia nhập NATO. Trước đó người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không tiếp tục tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân START mới với Mỹ cho đến khi Washington lắng nghe quan điểm của Moscow. Trong diễn biến khác, điện Kremlin cho rằng việc Mỹ quyết định cấm sử dụng phần mềm của công ty Kaspersky là động thái thường thấy của Washington nhằm gây thiệt hại cho một công ty cạnh tranh với các công ty của Mỹ. Ông Peskov còn lưu ý Kaspersky Lab là một công ty rất có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Phát biểu này nhằm phản ứng trước động thái nêu trên của Mỹ dựa trên đánh giá rằng phần mềm của Kaspersky có thể gây rủi ro trong bảo mật. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vừa qua trả lời đài phát thanh Kossuth rằng, tình hình có vẻ như phương Tây muốn đánh bại Nga với sự hỗ trợ từ Đức và sự lãnh đạo của Mỹ. Tôi nghĩ điều đó thật vô vọng. Ngay cả khi thành công viễn cảnh vốn hoàn toàn không thực tế chút nào chúng ta vẫn phải trả một cái giá đắt không đáng thủ tướng hungary cho rằng nga chịu trách nhiệm về việc khiến xung đột bùng phát ở ukraine nhưng nhấn mạnh nguyên nhân chính là ý định gia nhập nato của kiev ông orbán nói rốt cuộc câu hỏi đặt ra là ukraine có trở thành thành viên nato hay không trung tâm của cuộc xung đột này là sevastopol ở crimea nơi sẽ treo cờ nato hoặc cờ nga ở cửa ngõ biển đen người nga nói rằng quốc kỳ của họ đang tung bay tại đó và họ không muốn đổi thành cờ NATO, cũng không muốn ở cạnh các nước NATO. Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo phương Tây đang phạm sai lầm khi cố gắng làm tình hình ở Ukraine căng thẳng hơn, nhấn mạnh rằng việc đánh bại Nga là không thể xảy ra. Ông Putin cho biết, thực tế thì phương Tây mong đợi chúng ta sẽ sợ hãi vào một thời điểm nào đó, đồng thời muốn Nga nhận một thất bại chiến lược ở Ukraine. Mọi người đều hiểu điều này đồng nghĩa với sự kết thúc của nhà nước Nga và điều này gần như không thể xảy ra do sự đoàn kết của chúng ta. Nga không cần phải e ngại điều gì, đây là logic cơ bản. Trong khi trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu với báo chí rằng để Ukraine trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nước này trước tiên cần chiến thắng trong xung đột với Nga. Ông Kirby nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng NATO là tương lai của Ukraine, nhưng còn rất nhiều việc phải làm trước khi Kiev có thể gia nhập khối quân sự này khi một phóng viên đề nghị ông giải thích thêm về điều kiện và con đường cho kiev quan chức này khẳng định quan điểm của washington là hoàn toàn rõ ràng ông kirby nêu bật đầu tiên họ phải thắng cuộc xung đột này vì vậy điều thứ nhất là chúng tôi đang thực hiện mọi thứ có thể để đảm bảo họ có thể đạt được điều đó sau đó khi xung đột kết thúc dù có thế nào đi chăng nữa họ vẫn sẽ có đường biên giới dài với nga và một mối đe dọa an ninh ông kirby bổ sung rằng Washington sẽ hỗ trợ xây dựng cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine, mặc dù tham nhũng vẫn là mối lo ngại lớn. OSA của Nga được xem là một trong những khắc tinh hiệu quả nhất với UAV cỡ nhỏ của Ukraine, có giá dao động từ 4 đến 10 triệu đô la Mỹ. Nó được phát triển từ những năm 1970 và được cải tiến nhiều lần để phù hợp với tình hình chiến trường. Lữ đoàn xung kích đường không số 79 Ukraine ngày 21 tháng 6 đăng video quay bằng máy bay không người lái UAV trinh sát cho thấy một tổ hợp phòng không tầm ngắn OSA của Nga ở giữa cánh đồng. Lực lượng này cho biết, đối phương triển khai hệ thống OSA giữa ban ngày vì họ phát hiện UAV Ukraine trên bầu trời. Tổ hợp OSA khai hỏa một tên lửa phòng không dẫn đường về phía UAV trinh sát Ukraine, song không trúng mục tiêu. Chiếc UAV vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Gần như ngay sau đó, một thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV cảm tử, đã lao vào tổ hợp OSA và tạo ra một cột khó nhỏ cho thấy đòn tập kích dường như đã gây cháy. Lữ đoàn 79 tuyên bố đã phá hủy tổ hợp OSA, song chưa có video hình ảnh xác nhận thông tin. Lữ đoàn này không tiết lộ đã sử dụng mẫu UAV trinh sát nào, song lực lượng Ukraine gần đây hay sử dụng UAV cá mập có chiều dài 1,65m, xài cánh 3,4m để làm nhiệm vụ này. Hồi giữa tháng 6, Shoy Stenenko, người gây quy chế tạo UAV cho Ukraine, cũng đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội, được mô tả là cảnh tổ hợp phòng không 9K33 OSA của Nga bị phá hủy. Trong đoạn video, OSA đang di chuyển trên đường trước khi nó đậu vào trong một nhà chứa phương tiện. UAV của Ukraine đã phát hiện ra tổ hợp này nhưng bám đuôi chờ khi OSA vào nơi ẩn nấp. Sau đó, những người điều khiển máy bay không người lái FPV của tiểu đoàn không quân số 90 Ukraine quyết định điều khiển UAV lao thẳng vào nhà chứa phương tiện nhưng bị cánh cửa sắt cản trở. Sau đó, một UAV thứ hai tiếp tục được điều động để xuyên qua cánh cửa, khiến nó bị hư hại nhẹ. Ukraine điều động thêm UAV thứ ba xuyên qua và lần này cánh cửa sắt đã bị phá hủy. Sau đó UAV bay vào bên trong và khói bốc lên. UAV trình sát cho thấy 5 quân nhân đã chạy ra ngoài bằng đúng số lượng kíp vận hành OSA. Tổ hợp phòng không OSA có trọng lượng 18 tấn, chiều dài 9 m kíp chiến đấu 5 người. Đây là tổ hợp phòng không đầu tiên của Liên Xô được tích hợp radar điều khiển hỏa lực trên xe phóng đạn giúp mỗi xe trở thành một ổ hỏa lực độc lập. Nó được trang bị 6 tên lửa mang đầu dò radar, thường phóng theo loạt hai quả với tỷ lệ trúng đích từ 55 đến 85%. Đạn của biến thể mới nhất có tầm bắn hơn 10 km. Mỗi tổ hợp có giá ước tính từ 4 đến 10 triệu đô la Mỹ. Một số tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine nhận định UAV trinh sát Ukraine dường như quá nhỏ để kích hoạt đầu dò cận đích trên đạn phòng không của tổ hợp OSA. Giáo sư tại Đại học Kỹ thuật Điện Saint Petersburg của Nga, Sergei Makarenko năm hóa cho biết. Lực lượng phòng thủ của Moscow gần như không thể bắn trúng những chiếc UAV có kích thước nhỏ bằng các vũ khí hiện có. Ukraine đã nhiều lần triển khai drone tập kích tổ hợp OSA của Nga trong cuộc xung đột. Oris, trang phân tích thông tin có trụ sở tại Hà Lan cho biết, Nga đã mất tổng cộng 24 tổ hợp OSA từ đầu chiến sự do bị phá hủy, hư hại hoặc tịch thu. Quân đội Nga ngày 21 tháng 6 thông báo bắn hạ 70 phương tiện bay không người lái drone Ukraine trên biển đen và bán đảo Crimea, 43 chiếc trên vùng Krasnodar và một ở tỉnh Volgograd. Cùng ngày, các kênh Telegram của Nga thông báo một trực thăng tấn công Ka-29 của hải quân nước này rơi gần thị trấn Anapa thuộc vùng Krasnodar. Kênh Telegram của Igor Guzenko, phóng viên quân sự Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn nhầm chiếc Ka-29. Guzenko nói, một tổ hợp phòng không Panzer Nga bắn trúng chiếc trực thăng đang truy quét xuồng không người lái của Ukraine trên Biển Đen. Thông tin sơ bộ cho thấy, sự cố bắn nhầm là do trục trặc của hệ thống nhận diện địch ta. Kênh Telegram khác cho biết, chiếc KA-29 bị rơi trong thời điểm trận tập kích ban đêm bằng drone và xuồng không người lái của Ukraine. Song không nêu nguyên nhân. Nếu được xác nhận, đây là lần đầu tiên Nga mất trực thăng KA-29 sau hơn 2 năm xung đột với Ukraine cũng trong ngày 21 tháng 6, quân đội Ukraine cho biết đã điều các máy bay không người lái UAV tấn công bốn nhà máy lọc dầu, các trạm radar và các mục tiêu quân sự khác ở Nga. Theo đó, các UAV đã tấn công các nhà máy lọc dầu Afipsky, Insky, Krasnodar và Astrakhan. Ngoài ra, các trạm radar và trung tâm tình báo điện tử của Nga ở vùng Bryansk và Krym cũng bị tấn công. Ngoài ra, Ukraine còn tấn công kho UAV và những khu vực chuẩn bị của Nga ở vùng Krasnodar. Quan chức Andrei Dorosevsky tại một quận ở Krasnodar cho hay một UAV lao vào nhà máy lọc dầu Insky khiến ít nhất là hai người bị thương và gây ra một vụ cháy nhỏ. Nhà máy này là một trong những cơ sở sản xuất nhiên liệu chính phía Nam Nga với công suất lọc 6,6 triệu tấn dầu thô hàng năm. Ukraine đã tăng cường tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga hoặc các khu vực do Nga kiểm soát. Theo Guardian, một số cơ quan của Ukraine tuyên bố họ không có lựa chọn nào khác ngoài kế hoạch này do tiến độ trên chiến trường không đạt kỳ vọng. Đến nay, phương Tây tiếp tục chia rẽ về việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga và việc liệu các đồng minh có đưa quân đến hỗ trợ Ukraine hay không, trong khi một số nước cho rằng Kiev có quyền tập kích vào lãnh thổ Nga để tự vệ. Số khác cảnh báo hành động đó có thể khiến xung đột căng thẳng vượt ra ngoài biên giới Ukraine. Các nguồn tin của Nga đã công bố đoạn video trên Telegram cho thấy một quả bom FAB 3000M54 tấn công các vị trí của Ukraine ở khu vực Đông Bắc Kharkov. Đây được coi là một phương tiện có sức tàn phá lớn mà các nhà phân tích cho rằng có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng cho Kiev. Loại bom này được trang bị một mô đun điều chỉnh để biến thành một quả bom lượn, nghĩa là nó có thể được phóng ở trên không từ rất xa khi va chạm quả bom tạo ra một quả cầu lửa lớn. Với bán kính nổ lớn, vụ nổ sẽ toạc mọi thứ trên đường đi của nó, mặc dù chủ yếu là đống đổ nát từ các cuộc giao tranh trước đó. Blogger quân sự Nga Fighter Bomber cho biết cuộc tấn công thực sự đã trượt mục tiêu vài mét, nhưng vụ nổ có sức tàn phá lớn sẽ khắc phục sự thiếu chính xác này. Theo kênh này, các mảnh vỡ từ vụ nổ có thể bay xa hơn 1.200 mét. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tăng cường sản xuất bom FAB-3000 và một số loại bom khác như FAB-500 và FAB-1500. Cả ba loại này đều có thể được điều chỉnh và biến thành bom lượn nhưng vẫn chưa rõ loại nặng nhất có phải là vấn đề với máy bay vận chuyển hay không. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington cho biết, việc sử dụng bom FAB-3000 mang lại cho Nga một loại vũ khí mới có khả năng phá hủy cao nếu nó được phóng mà không bị trừng phạt. ISVK cho hay trong một đánh giá, việc các lực lượng Nga đã tìm ra cách phóng FAB-3000 là một bước phát triển đáng kể và sẽ làm tăng khả năng phá hủy trong các cuộc tấn công bằng bom lượn đang diễn ra của Moscow nhằm vào các lực lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo Kép, các lực lượng của Nga đã tăng cường sử dụng bom lượn dẫn đường và không dẫn đường chống lại Ukraine, đặc biệt là ở Kharkov với sức tàn phá cao nếu các lực lượng của Nga có thể phóng hàng loạt bom lượn FAB-3000 hoặc thậm chí bom lượn dẫn đường nặng hơn, chúng có thể gây ra thiệt hại trên diện rộng hơn nữa cho các vị trí tiền tuyến và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga đã khiến Ukraine đau đầu trong suốt cuộc xung đột, nhưng loại bom này đặc biệt gây rắc rối trong một vài tháng qua. Không giống như bom lượn trọng lực thông thường, máy bay tấn công có thể thả bom lượn từ xa trong nhiều trường hợp nằm ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng không Ukraine. Do những loại bom này có thời gian bay ngắn, tín hiệu radar nhỏ và quỹ đạo phi đạn đạo nên chúng cực kỳ khó bị đánh chặn. Cách duy nhất để thực sự đánh bại chúng là chặn chiến đấu cơ đang bay hoặc phá hủy các chiến đấu cơ này tại căn cứ của chúng. Với việc Kharkov đối mặt với các cuộc tấn công bằng bom lượn của Moscow trong những tháng gần đây, các quan chức Ukraine đã kêu gọi phương Tây nới lỏng các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí của họ để tấn công vào lãnh thổ Nga và một số hạn chế đó đã được dỡ bỏ. Trong khi đó, nhóm phân tích Deep State của Ukraine đánh giá các quả bom lượn là vũ khí thần kỳ của quân đội Nga và đến nay Ukraine trên thực tế vẫn chưa có biện pháp đối phó. Tuy nhiên dự kiến các tiêm kích F-16 của phương Tây sẽ được chuyển tới Ukraine trong vài tuần tới và những gì Kiev có thể làm với loại máy bay chiến đấu này đã ngày càng trở nên rõ ràng. Ví dụ, không quân Ukraine có thể sử dụng tiêm kích F-16 để cố gắng đánh chặn máy bay ném bom Su-34 của Nga. Máy bay ném bom này đã thả 3.000 quả bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Tình báo Quốc phòng Anh cho biết, lực lượng không quân Nga tiếp tục gây áp lực lên tiền tuyến ở Ukraine bằng máy bay chiến thuật, trong khi máy bay không người lái cảm tử tiếp tục tấn công sâu hơn vào cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự của Ukraine. Theo tình báo quốc phòng Anh, máy bay tầm xa của Nga đã chuyển trọng tâm tấn công bằng tên lửa hành trình sang các căn cứ không quân Ukraine. Nga đã bắt đầu thay đổi chiến thuật tấn công vào các căn cứ không quân nhằm ngăn chặn Ukraine tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16. Theo thống kê sơ bộ, Nga đã tấn công vào sân bay quân sự ở Starokostyov, căn cứ được cho là nơi đồn trú tương lai của F-16, cũng như một sân bay quân sự khác ở thành phố Stryi, vùng Lviv. Trước đó, Nga cũng đã tuyên bố cứng rắn coi các tiêm kích F-16 được phương Tây cung cấp cho Ukraine những đồn trú ở nước ngoài là mục tiêu hợp pháp nếu các tiêm kích này tham gia nhiệm vụ chiến đấu ở vùng xung đột. Ông Andrei Katapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga cho biết, nếu F-16 cất cánh từ các căn cứ nước ngoài và thực hiện các cuộc xuất kích và tấn công chống lại lực lượng Nga, cả chiến đấu cơ và sân bay đồn trú sẽ là mục tiêu hợp pháp của Moscow với tất cả hậu quả đi kèm. Gần đây nhất, ông Mikhail Seremet, thành viên Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, và thành viên Ủy ban An ninh và Chống tham nhũng của Duma Quốc gia Nga đã nói rằng bất kỳ nguồn cung cấp vũ khí sát thương nào cho chính quyền Kiev sẽ bị đất nước chúng tôi coi là tài trợ trực tiếp cho chủ nghĩa khủng bố, sát hại dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. F-16 sẽ là mục tiêu ưu tiên cần bị vô hiệu hóa ngay từ giai đoạn chuyển giao và là lý do cho việc phá hủy các căn cứ triển khai mới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 này sẽ không thể làm thay đổi tình hình chiến trường Ukraine dưới bất cứ hình thức nào. Trong một diễn biến liên quan khác, trang Pravda dẫn lời ông Andriy Yusov phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, DIU cho biết hoạt động sản xuất tên lửa ở Nga vẫn bền vững, họ đã đạt đỉnh về công suất và đã ổn định ở đó trong một năm. Tuy nhiên, ông không nêu con số cụ thể. Bên cạnh đó, ông Yusov cho hay Nga tiếp tục hoạt động ở biên giới phía Bắc với mục tiêu chiến lược chính là đánh lạc hướng lực lượng và khí tài của Ukraine bởi các sự kiện chính vẫn diễn ra ở phía đông Ukraine. Tuy nhiên, tình hình ở tỉnh Kharkov vẫn căng thẳng khi Nga tiếp tục điều động các đơn vị mới đến đây. Ngoài ra, Nga cũng đang tăng cường quy mô sản xuất quốc phòng. Giới chức nước này tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng của Nga có thể đáp ứng cho kế hoạch quân sự ở Ukraine nhiều năm nữa. Sáng sớm 20 tháng 6, chính quyền địa phương cho biết, các cuộc tấn công trong đêm ở khu vực Krasnodar, miền Nam Liên bang Nga bằng thiết bị bay không người lái UAV đã khiến một kho dầu bốc cháy. Theo trang The Moscow Times.com, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hệ thống phòng không đã phá hủy thiết bị UAV ở Cộng hòa Adygea gồm 3 chiếc ở vùng Budyansk và Krasnodar, một chiếc ở vùng Rostov, Belgorod, Kursk và Orion thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratiev nói rằng một ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và một phụ nữ đã thiệt mạng ở thị trấn Slavyansk-on-Kuban. Trong khi đó, theo lãnh đạo Cộng hòa Adygea, ông Murat Kumpilov, các cuộc tấn công bằng UAV đã đốt cháy một kho dầu ở làng Enem, nhấn chìm một khu vực rộng khoảng 400 mét vuông. Một vụ cháy kho dầu cũng xảy ra ở khu vực trung tâm Tombov. Tại đây, vụ tấn công bằng UAV đã khiến một bể chứa dầu tại kho Platonovskaya bốc cháy. Mặc dù không có bình luận ngay lập tức từ Ukraine về các cuộc tấn công trong đêm, nhưng Ukraine trước đó đã nhận thực hiện các cuộc tấn công tương tự vào các cơ sở năng lượng của Nga. Giới quan sát đặt ra một câu hỏi rằng liệu Ukraine sẽ tiến xa hơn như thế nào trong các cuộc tập kích vào cơ sở năng lượng của Nga? Người đứng đầu Bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại RBC Capital Markets, Heli Makrov nói đây là điểm khởi đầu hay kết thúc của cuộc xung đột nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Nếu Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công, điều này có thể gây ra thách thức nhiều hơn đối với Nga. Khoảng 3 phần tư nhà máy lọc dầu của Nga nằm trong tầm bắn của máy bay không người lái và tên lửa Ukraine. Hơn 60% cơ sở xuất khẩu dầu của Nga nằm trong tầm bắn của tên lửa Ukraine nếu Kiev quyết định tăng cường tấn công. Mặc dù vậy, Ukraine có thể đang đi trên dây khi tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga việc này có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng cao, điều mà Mỹ hay các nước châu Âu không mong muốn. Giá dầu Brent đã tăng hơn 10% kể từ đầu năm và hiện đang giao động ở mức gần 90 đô la Mỹ một thùng. Nếu Ukraine gia tăng các đòn tập kích nhằm vào kho dầu của Nga, giá dầu có thể tăng cao hơn nữa. Bà Croft cho hay, các thị trường đang nhận thức được thực tế rằng có nhiều sự gián đoạn trong việc xuất khẩu dầu từ Nga. Tôi nghĩ rằng giá dầu Brent có thể lên tới 100 đô la Mỹ một thùng phương Tây đã đưa ra các lệnh trừng phạt nặng nề nhằm vào Nga liên quan đến kế hoạch quân sự ở Ukraine, nhưng họ đã cơ cấu chúng để đảm bảo xuất khẩu dầu khí của Nga có trên toàn thế giới nhằm ngăn chặn giá hàng hóa tăng vọt. Theo Financial Times, các quan chức cấp cao của cơ quan an ninh nhà nước Ukraine đã nhận được nhiều lời kêu gọi từ chính phủ Mỹ yêu cầu ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẵn sàng tuân theo Mỹ về vấn đề này. Vừa qua, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine thông báo rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Nga sẽ tiếp tục mở rộng. Ukraine ban đầu tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm mục đích làm gián đoạn việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và gây ra một đòn mang tính tượng trưng bằng cách đưa cuộc xung đột đến gần Moscow hơn. Theo giới truyền thông Ukraine, sự gia tăng đột biến số lượng nhân viên quân sự Ukraine được ghi nhận ở biên giới Belarus, Ukraine, thuộc vùng Zhytomyr điều này cũng được báo cáo bởi ủy ban biên giới nhà nước Belarus cùng với tuyên bố mọi hành động khiêu khích ở biên giới sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Giới chức Minsk nhấn mạnh rằng ngoài các đơn vị chính quy, các đơn vị đặc biệt của tổng cục tình báo Bộ quốc phòng Ukraine cũng được triển khai ở khu vực biên giới giáp với Belarus ở vùng biên giới phía Bắc Zhytomyr. Trong tuyên bố chính thức của ủy ban biên giới nhà nước cộng hòa Belarus, lực lượng vũ trang Ukraine đã điều động các nhóm lớn binh sĩ cùng với cả những hệ thống vũ khí hạng nặng, bao gồm cả một hệ thống phá phản lực cơ động cao MLRS M142 HIMARS của Mỹ. Nhiều đơn vị khác nhau tập trung ở vùng Zitomir, bao gồm cả những đơn vị có vũ khí hạng nặng MTLB, xe chiến đấu bộ binh, bao gồm xe Bradley của Mỹ, hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, pháo M777, pháo tự hành phòng không Gepard do Đức sản xuất, cũng như nhiều loại vũ khí khác chính quyền Kiev hiện đang rất cần lực lượng dự bị được đào tạo bài bản để tăng viện cho các điểm nóng chiến sự trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Nên nếu không có dấu hiệu gì nguy hiểm, thì Bộ Chỉ huy Ukraine sẽ không điều động quân một cách bừa bãi. Hiện nay, lực lượng vũ trang Nga đang mở hàng loạt hướng tấn công mới ở tất cả các vùng, đặc biệt là ở Donetsk, Kharkov và Sumy. Còn quân đội Ukraine đang huy động lực lượng để thiết lập thế trận phòng thủ ở tuyến sau và ngăn chặn các mũi tấn công của Nga ở tuyến trước. Vừa qua, lực lượng vũ trang Nga đã mở một điểm đột phá mới ở khu vực Sumy và không loại trừ hành động tương tự sẽ diễn ra ở Zhytomyr và Chernihiv, hai tỉnh phía Bắc nằm ở hai bên thủ đô Kiev, khi quân đội Nga cũng có một nhóm quân lớn đang đồn trú trong lãnh thổ Belarus. Giới phân tích cho rằng, rất có thể việc điều động lực lượng lớn đến biên giới với Belarus có liên quan đến những phân tích của giới chuyên gia về việc Nga sẽ mở thêm những mặt trận mới để tiếp tục mở rộng chiến tuyến, kéo giãn lực lượng của Ukraine trên một mặt trận dài tới gần 2.000 km chạy từ phía nam qua phía đông lên phía bắc. Giới chức lãnh đạo Kiev cũng lo sợ có thể xảy ra một chiến dịch đột phá biên giới như đã xảy ra vào thời kỳ đầu kế hoạch quân sự đặc biệt. Do đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải giữ một phần lực lượng chủ lực và các đơn vị lực lượng đặc biệt ở đây. Điều đáng chú ý là chiến thuật kéo dài đường ranh giới mặt trận của Bộ Chỉ huy quân sự Nga là hoàn toàn có căn cứ. Trước đó, các bản đồ chiến trường do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ công bố cho thấy Nga đã chiếm được lãnh thổ tại một số điểm dọc tiền tuyến ở Donetsk. Đầu tháng này, một đoạn video cho thấy Moscow đã tiến vào phía đông thị trấn Chashovya của Ukraine và tiến về phía nam của khu vực. Quân đội Ukraine đánh giá Nga sẽ cố chiếm được Chashovya, một thị trấn quan trọng trong phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Một bản đồ được trang Deep State của Ukraine công bố cũng cho thấy Nga đã kiểm soát được làng Ivanivsky ở phía đông nam Chashovya. ISVK cho biết, xa hơn về phía nam, Moscow đã giành được một số thành quả ở phía Tây Bắc và Tây Nam Adipka. Ngày 10 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát được Staromayoskoye, một ngôi làng ở phía Tây Nam thành phố Donetsk. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ nâng cấp kho vũ khí hạt nhân vì đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia bình luận này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa moscow và phương tây về cuộc xung đột ukraine mỹ và các đồng minh tiếp tục trang bị vũ khí cho kiev trong khi tuyên bố không tham gia vào cuộc xung đột theo đó ông putin cảnh báo rằng nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu bị đe dọa điện kremlin vào tháng trước đã ra lệnh cho quân đội tiến hành các cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược tổng thống putin đã cho biết tại cuộc gặp các sinh viên tốt nghiệp từ các học viện quân sự rằng chúng ta có kế hoạch phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân để đảm bảo khả năng gian đe chiến lược và duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới. Bộ ba hạt nhân của Nga bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Tất cả đều có thể mang đầu đạn hạt nhân. Những hệ thống vũ khí này đảm bảo rằng kẻ thù tiềm năng không thể loại bỏ lực lượng hạt nhân của Nga chỉ trong một cuộc tấn công đầu tiên. Tổng thống Nga Putin cũng đã nhiều lần nói rằng bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho nhân loại. Vào đầu tháng 6, ông khẳng định Nga không giải vũ khí hạt nhân và bày tỏ hy vọng rằng một cuộc tấn công hạt nhân giữa Moscow và phương Tây sẽ không bao giờ xảy ra. Vào thời điểm đó, ông Putin lưu ý rằng học thuyết hạt nhân của Nga quy định những vũ khí như vậy chỉ có thể được sử dụng khi họ đối mặt với mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng Moscow đang xem xét sửa đổi điều này. Kể từ khi xung đột Nga Ukraina nổ ra vào tháng 2 năm 2022, một số nhà phân tích quân sự Nga có quan điểm cứng rắn đã ủng hộ việc Nga hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin cho biết Nga không cần phải thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu. Trước đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nói rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ tạo ra vấn đề an ninh nghiêm trọng nhất ở châu Âu. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, bà Zakharova nêu rõ: "Các yêu cầu của chúng tôi về vấn đề này vẫn không thay đổi, bao gồm việc rút tất cả vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu cũng như tháo dỡ cơ sở hạ tầng triển khai vũ khí này." Trước đó hồi tháng 3 năm nay, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Bắc Âu sẽ được đưa vào danh sách các mục tiêu quân sự hợp pháp trong kịch bản xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO. Bà Zakharova cũng cảnh báo nếu vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai tới Bắc Âu, an ninh của các quốc gia sở hữu loại vũ khí này sẽ không hề mạnh hơn mà trái lại còn bị tổn hại. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn tuyên bố của hạm đội phương Bắc cho biết các tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân mang tên lửa của hạm đội phương Bắc đã thực hiện phóng tên lửa vào các mục tiêu trên biển Barents theo hãng tin Interfax, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Severodvinsk và Oren đã phóng tên lửa hành trình Calib và Granit ở khoảng cách khoảng 170 km vào mục tiêu mô phỏng một phân đội tàu đổ bộ của kẻ thù giả định. Các vụ phóng tên lửa được thực hiện phù hợp với kế hoạch huấn luyện chiến đấu của hạm đội phương Bắc. Interfax dẫn tuyên bố của hạm đội phương Bắc cho hay, theo dữ liệu kiểm soát khách quan, cuộc tập trận đã kết thúc thành công các tên lửa được sử dụng trong cuộc tập trận một lần nữa khẳng định đặc tính vốn có và độ tin cậy cao. Nga cũng đã đóng cửa khu vực phóng tên lửa đối với các chuyến bay dân sự và tàu dân sự trong thời gian diễn ra cuộc tập trận. Đầu tháng này, hạm đội phương Bắc của Nga bắt đầu cuộc tập trận chống ngầm theo kế hoạch trên biển Barents. Các tàu chống ngầm cỡ lớn đô đốc Lepchenko và chuẩn đô đốc Kulakov rời căn cứ chính ở Severomorsk đến các khu vực được chỉ định như một phần của nhóm tìm kiếm và tấn công hải quân. Nhóm này diễn tập các phần khác nhau của nhiệm vụ chống tàu ngầm, bao gồm tổ chức tìm kiếm và theo dõi tàu ngầm với sự hợp tác của thủy thủ đoàn tàu ngầm và máy bay chống ngầm. Trong số hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tham gia cuộc tập trận, một tàu sẽ hoạt động cùng với nhóm tấn công và tìm kiếm của hải quân, còn chiếc thứ hai sẽ đóng tròn vai kẻ thù giả định. Được biết, tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk là chiếc duy nhất thuộc đề án 855, hay còn gọi là lớp Yasen nguyên bản, trước khi Nga sản xuất những tàu ngầm đề án 855m, Yasen-M với nhiều cải tiến để giảm độ ồn. Tàu có lượng giãn nước 13.800 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu 520m, tốc độ khi lặn 57 km/h, thủy thủ đoàn 64 người và có thể hoạt động trong 100 ngày liên tục. Các quan chức lâu năm góc cho biết tàu Severodvinsk từng di chuyển tới Đại Tây Dương và né tránh thành công nỗ lực theo dõi của hải quân phương Tây trong nhiều tuần. Một quan chức quốc phòng nước Anh cũng tiết lộ lực lượng NATO thường xuyên mất dấu tàu ngầm lớp Yasen khi chúng hoạt động trên biển. Cuộc tập trận gồm các nội dung diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và xuồng không người lái, tập trận chiến đấu, hoạt động chống tàu ngầm và phối hợp tấn công tên lửa vào các nhóm hải quân của kẻ thù giả định. Cuộc tập trận được tiến hành ở Thái Bình Dương, biển Nhật Bản và biển Okhotsk dưới sự chỉ đạo của tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, Đồ đốc Victorina. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận này bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 và kéo dài đến ngày 28 tháng 6. Theo đài Sputnik của Nga, ông Alistair Burnett, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân ICAN cho rằng Mỹ đang nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của nước này ở châu Âu bằng cách thay thế các đầu đạn cũ bằng các đầu đạn liên quan thế hệ mới. Ông Burnett nói, có thể nhận thấy điều đó bằng cách theo dõi trực tiếp các máy bay của không quân Mỹ được thiết kế cho loại hình vận tải này. Chính quyền Tổng thống Joe Biden không công khai về điều đó, nhưng việc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân này đang được tiến hành. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi điều phối viên chính sách và nghiên cứu của ICAN, bà Alicia sanders Jacre trước đó kêu gọi rút kho vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu càng sớm càng tốt. Bà sanders Jacre nhấn mạnh, chia sẻ vũ khí hạt nhân hoặc triển khai vũ khí hạt nhân. Trên lãnh thổ nước ngoài là một bước đi nguy hiểm, cần bị lên án trên toàn thế giới và phải chấm dứt ngay lập tức. Theo trang web chính thức của NATO, nguyên tắc chia sẻ hạt nhân là một thỏa thuận của liên minh, quy định lợi ích, trách nhiệm và rủi ro của việc gian đe hạt nhân được chia sẻ trên toàn bộ liên minh. Theo ước tính của ICAN, hiện tại Mỹ có khoảng 150 quả bom hạt nhân B-61 được bố trí tại các căn cứ không quân của nước này ở Đức, Italia, Hà Lan, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ. Được thiết kế lần đầu vào năm 1963, B-61 là bom nhiệt hạch thả từ trên không chủ lực trong kho vũ khí của Mỹ. Loại bom này được sản xuất từ năm 1968. Ngoài các máy bay ném bom B-1B Lancer, B-2 Spirit và B-52 Stratofortress, bom B-61 còn có thể được tích hợp trên máy bay tấn công chiến thuật F-15 và F-16. F-35 cũng đang thử nghiệm khả năng mang và triển khai bom mặc dù chưa được đánh giá chính thức về khả năng này. Trước đó vào hồi tháng 3 năm nay, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Bắc Âu sẽ được đưa vào danh sách các mục tiêu quân sự hợp pháp trong kịch bản xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO. Bà Zakharova cảnh báo nếu vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai tới Bắc Âu, an ninh của các quốc gia sở hữu loại vũ khí này sẽ không hề mạnh hơn mà trái lại còn bị tổn hại. Số lượng vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai ở châu Âu đạt đỉnh hơn 7.000 vũ khí vào những năm 1970, sau đó giảm mạnh vào cuối những năm 1980 và đầu 1990. Cũng vào tháng 2 năm nay, Telegraph dẫn các tài liệu từ lầu năm góc mà báo này thu thập được cho biết Mỹ đang lên kế hoạch tái triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh sau 15 năm nhằm chống lại mối đe dọa được cho là ngày càng gia tăng từ Nga Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Điện Kremlin sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Vương quốc Anh là một hành động gia tăng căng thẳng. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cảnh báo Mỹ không nên đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật trở lại Anh. Ông cho rằng động thái này không làm tăng cường an ninh của Anh hay Mỹ, mà sẽ làm tăng mức gia tăng xung đột và đe dọa ở châu Âu. Ngày 21 tháng 6, các đại sứ của Liên minh châu Âu-EU đã đạt thỏa thuận về một loạt biện pháp trừng phạt mới, mạnh mẽ và đáng kể nhằm vào Nga. Thông báo trên nền tảng truyền thông xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC Ursula von der Leyen, người soạn thảo các biện pháp trừng phạt cho biết, gói này sẽ từ chối Nga tiếp cận các công nghệ quan trọng, tước đi nguồn thu từ năng lượng của Nga. Điều này giúp giải quyết đội tàu và mạng lưới ngân hàng hoạt động trong bóng tối của Moscow ở nước ngoài. Các biện pháp này đặc biệt sẽ nhắm vào việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga và khiến việc vận chuyển trở nên khó khăn hơn. EU ước tính khoảng 4 đến 6 tỷ mét khối LNG của Nga đã được vận chuyển đến các nước thứ ba thông qua các cảng của EU vào năm ngoái. Bà Ursula von der Leyen cho biết thêm, gói này cung cấp biện pháp có mục tiêu mới và tối đa hóa tác động của lệnh trừng phạt hiện có bằng cách thu hẹp các lỗ hồng. Thông tin chi tiết đầy đủ có thể sẽ được công bố vào đầu tuần tới nếu các bộ trưởng ngoại giao EU tán thành. Ngoài ra, hơn 100 quan chức và thực thể nữa của Nga sẽ trở thành mục tiêu bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng như nhiều nhà lập pháp và một số nhà tài phiệt nằm trong số hơn 1.700 người đã được liệt kê. Tờ Financial Times đưa tin nhập khẩu khí đốt Nga của châu Âu đã lần đầu tiên vượt qua nguồn cung từ Mỹ sau gần 2 năm vào tháng 5, bất chấp nỗ lực của EU nhằm loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga kể từ xung đột Ukraine. Nhà phân tích khí đốt Tom Majek Manser của công ty tư vấn ICIS cho biết, thật đáng kinh ngạc khi thấy thị phần khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga tăng lên ở châu Âu sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, cũng như tất cả những nỗ lực nhằm loại bỏ nhiên liệu Nga sau khi bùng phát xung đột Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống tới châu Âu, khiến lục địa già phải tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ. Mỹ đã vượt Nga, trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu cho châu Âu vào tháng 9 năm 2022 và kể từ năm 2023, chiếm khoảng 1 phần 5 nguồn cung của khu vực. Nhưng tháng trước, khí đốt và LNG do Nga cung cấp chiếm 15% tổng nguồn cung sang EU. Anh, Thụy Sĩ, Serbia, Bosnia và Herzegovina và Bắc Macedonia, theo dữ liệu từ ICIS. Trong khi đó, LNG của Mỹ chiếm 14% nguồn cung cho châu Âu, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2022. Ngày 22 tháng 6, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã cập cảng hải quân ở thành phố Busan của Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt đã tiến vào căn cứ hải quân ở Busan, nằm cách Seoul 320 km về phía đông nam. Đi cùng tàu sân bay có tàu khu trục USS Hansi, trang bị hệ thống phòng thủ Aegis và khu trục hạm USS Daniel Inouye. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ tới Hàn Quốc sau 7 tháng. Kể từ chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson vào tháng 11 năm 2023, đây cũng là lần đầu tiên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cập cảng Busan. Trước đó, tàu sân bay này đã tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vào tháng 4. Hải quân Mỹ nhấn mạnh, chuyến thăm mới nhất của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt nhằm thực hiện cam kết răn đe mở rộng vững chắc của Mỹ và tăng cường vị thế phòng thủ kết hợp Mỹ-Hàn, cũng như ý chí đáp trả nghiêm khắc trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Chuyến thăm cảng Busan của tàu USS Theodore Roosevelt diễn ra khi ba nước dự kiến sẽ tổ chức cuộc tập trận hỗn hợp ba bên đầu tiên, được gọi là Freedom Edge, vào cuối tháng này. Trong bối cảnh ba bên muốn tăng cường hợp tác an ninh nhằm chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên, ba bên đã đồng ý khởi động cuộc tập trận Freedom Edge trong cuộc đàm phán ba bên được tổ chức bên lời đối thoại shangri ở Singapore vào đầu tháng này. Theo thỏa thuận, cuộc tập trận Freedom Edge sẽ diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm trên không, trên biển, dưới nước và mạng. Tàu USS Theodore Roosevelt là chiếc thứ tư trong 10 chiếc thuộc lớp Nimitz cùng lớp với tàu sân bay USS Convention được đóng bởi nhà máy đóng tàu Newport News cho Hải quân Mỹ. Nó được đưa vào biên chế từ năm 1986 và theo kế hoạch sẽ nghỉ hưu vào năm 2035. Con tàu mang tên vị tổng thống thứ 26 của Mỹ có chiều dài 332,8 m, rộng 76,8 m, mớm nước 12,5 m, lượng chán nước lên tới 117.000 tấn, cùng thủy thủ đoàn hơn 5.000 người sở hữu hai lò phản ứng năng lượng hạt nhân Westinghouse Brand A4W cùng 4 tuốc bin hơi. Tàu đạt tốc độ trên 56 km h Về khả năng phòng thủ, tàu được trang bị hệ thống phòng không tầm gần rim 7 hệ thống pháo tự động bắn nhanh MK-15, Phalanx và hệ thống phòng không tầm gần REM-116, phòng chống tên lửa hành trình. Sức mạnh của USS Theodore Roosevelt đến từ số lượng tối đa tới 90 máy bay các loại, bao gồm tiêm kích hạm đa nhiệm fa 18 EF Super Hornet, tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G Growler, trực thăng MH-6S Seahawk, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye và máy bay vận tải C-2 Greyhound. Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 21 tháng 6, một quan chức cấp cao thuộc văn phòng tổng thống Hàn Quốc nói rằng Seoul sẽ xác định mức độ viện trợ vũ khí cho Ukraina dựa trên lập trường của nga đối với mối quan hệ của moscow với triều tiên yonhap dẫn lời quan chức văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết có nhiều lựa chọn khác nhau để cung cấp vũ khí và quan điểm của chúng tôi về những diễn biến gần đây giữa nga và triều tiên phụ thuộc vào cách nga tiếp cận tình hình trong tương lai tổng thống nga vladimir putin cảnh báo hàn quốc rằng việc gửi vũ khí sát thương tới ukraine sẽ là một sai lầm lớn tổng thống putin vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới triều tiên sau hơn hai thập kỷ để củng cố mối quan hệ với bình nhưỡng Quốc gia công khai tuyên bố ủng hộ Nga trong xung đột ở Ukraine. Ông Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký hiệp ước phòng thủ chung. Trong khi ông Putin tuyên bố hiệp ước quốc phòng mới giữa hai quốc gia về bản chất là để phòng thủ, thì Seoul đã chỉ trích thỏa thuận này. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mô tả hiệp ước này là lỗ bịch. Ngoài ra, theo CNN, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết bộ đã triệu tập đại sứ Nga vào thứ sáu, 21 tháng 6. Động thái này được mô tả là một bước đi ngoại giao hiếm hoi cho thấy căng thẳng đang nóng lên giữa Seoul và Moscow. Theo CNN, Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong Kyun đã thể hiện lập trường nghiêm khắc của chính phủ Hàn Quốc về hiệp ước quốc phòng giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Moscow ngừng ngay lập tức hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng, cũng như tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc cho đến nay chỉ cung cấp viện trợ không gây chết người cho Ukraine. Theo luật, nước này vốn không thể xuất khẩu vũ khí, ngoại trừ vì mục đích hòa bình nếu Seoul trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, đó sẽ là một sự thay đổi căn bản trong chính sách lâu dài của nước này là chỉ xuất khẩu vũ khí sang các nước trong thời bình. Tuy nhiên, thực tế đạn dược của Hàn Quốc đã đến Ukraine thông qua các bên thứ ba, chẳng hạn như Mỹ. Theo trang China Military, ngày 22 tháng 6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Mỹ thực hiện cam kết không ủng hộ Đài Loan độc lập, ngừng trang bị vũ khí cho hòn đảo này dưới mọi hình thức và có hành động thiết thực để duy trì mối quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington. Trước đó, theo hãng tin Reuters, cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận bán hơn 1.000 máy bay không người lái UAV cho Đài Loan, Trung Quốc. Thương vụ 1.000 drone cảm tử, còn gọi là đạn tuần kích nói trên, có tổng trị giá hơn 360 triệu đô la Mỹ. Trong số này, có lô drone chống tăng thiết giáp và bộ binh Switchblade 300 cùng thiết bị liên quan với giá 60,2 triệu đô la Mỹ. Drone ALTUS 600MV cùng thiết bị liên quan với giá 300 triệu đô la Mỹ. Các chuyên gia phương Tây cho rằng drone cảm tử như Switchblade 300 và ALTUS 600MV có thể tập kích chiến hạm của đối phương đang áp sát bờ biển. ALTUS 600MV cũng có khả năng thiết lập mạng lưới cảm biến trên biển giúp tăng cường đáng kể hiệu quả năng lực chỉ thị mục tiêu cho các hệ thống vũ khí khác. Thương vụ trên được công bố trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Đài Loan chưa hạ nhiệt. Các quan chức Mỹ gần đây thảo luận về kế hoạch phòng thủ đảo Đài Loan bằng loạt drone, phương tiện mặt nước không người lái USV và tàu ngầm không người lái UUV để biến vùng biển và vùng trời quanh hòn đảo thành khu vực bất khả xâm nhập. Theo China Military, đáp trả động thái này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay, Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ những hành động như vậy và đã gửi công hàm phản đối chính thức tới phía Mỹ. Theo ông Ngô, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và ba tuyên bố chung Trung Mỹ. Ông Ngô cũng nhấn mạnh rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ Trung Mỹ và hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan. Cũng trong ngày 21 tháng 6, theo tờ China Daily, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố các lệnh trừng phạt đối với một số công ty con và giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin do bán vũ khí cho Đài Loan. Theo đó, các công ty nằm trong danh sách trừng phạt bao gồm Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories và Lockheed Martin Venture. Trung Quốc cũng phong tỏa động sản, bất động sản và các loại tài sản khác của các giám đốc điều hành cấp cao của Lockheed Martin, bao gồm Chủ tịch James Donald, Tyslet, những người này cũng sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Phía Mỹ chưa lên tiếng vụ Trung Quốc phản ứng mạnh, việc Mỹ duyệt bán hơn 1.000 UAV cho Đài Loan. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và chủ trương ưu tiên các giải pháp hòa phá bình, song không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc tổ chức nhiều đợt diễn tập quanh hòn đảo, một số mô phỏng hoạt động kiểm soát các khu vực trọng yếu trong thời gian ngắn. Mỹ và Trung Quốc gần đây nối lại đối thoại về vũ khí hạt nhân lần đầu tiên trong 5 năm. Tại đối thoại, quan chức Trung Quốc nói sẽ không dùng vũ khí hạt nhân để đe dọa đảo Đài Loan, Trung Quốc. Đoàn Trung Quốc đưa ra bảo đảm này sau khi phía Mỹ nêu ra quan ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đánh bại trong kịch bản xung đột ở đảo Đài Loan. Học giả David Santoro, thành viên nhóm Mỹ tham gia cuộc đối thoại kênh hay, từng nói với Reuters. Họ nói với phía Mỹ rằng họ hoàn toàn tự tin có thể chiến thắng trong chiến tranh thông thường với Đài Bắc mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân. Những người tham gia cuộc đối thoại kênh hay thường là cựu quan chức và học giả. Họ có thể nói về quan điểm của chính phủ dù không tham gia đàm phán trực tiếp. Đối thoại giữa chính phủ với chính phủ gọi là kênh 1. Bắc Kinh cử phái đoàn gồm các học giả và chuyên gia phân tích tham gia đối thoại, trong đó có nhiều cựu sĩ quan quân đội. Cuộc thảo luận không chính thức diễn ra giữa hai cường quốc hạt nhân trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc mâu thuẫn về rất nhiều vấn đề kinh tế và địa chính trị. Theo báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI ở Thụy Điển mới công bố, Trung Quốc đã bổ sung thêm 90 đầu đạn vào kho dự trữ hạt nhân, nâng tổng số lên 500 đầu đạn tính đến tháng 1. Thêm vào đó, tổng số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Kinh hiện ở mức khoảng 238, có thể vượt qua con số 800 của Mỹ và 1.244 của Nga – trong vòng 10 năm tới, theo South China Morning Post cho biết. Tuy nhiên, quy mô tổng thể của kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc dự kiến vẫn nhỏ hơn nhiều so với hai cường quốc hạt nhân lớn nhất. Báo cáo cho biết Mỹ có 5.044 đầu đạn, trong khi Nga có 5.580 đầu đạn. Ông Hans Christensen, làm việc tại chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của SIPRI, nhận xét Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác nhưng xu hướng tăng cường lực lượng hạt nhân diễn ra ở hầu hết các quốc gia có vũ khí này. Trước đó, quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC thông tin, Washington đang xem xét tăng số lượng đầu đạn nguyên tử trong vài năm tới do tình hình quốc tế. Ông Pranay Vadi, giám đốc cấp cao về kiểm soát vũ khí, giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân của NSC, phát biểu tại một cuộc họp thường niên rằng, trong những năm tới, có thể sẽ đến lúc chúng tôi cần phải tăng số lượng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ cần phải chuẩn bị đầy đủ trước trong trường hợp Tổng thống đưa ra quyết định đó. Ông nói thêm, nếu ngày đó đến, quyết tâm cần có thêm vũ khí hạt nhân sẽ là để ngăn chặn kẻ thù và bảo vệ người dân Mỹ, cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Theo RT, một số kế hoạch được thực hiện với kỳ vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11 này. Báo Berliner Zeitung của Đức viết, Pháp đang ồ ạt giảm bớt sự hiện diện quân sự ở châu Phi, trong khi Nga thành công gia tăng ảnh hưởng của mình tại khu vực này. Bài báo cho biết, sắp xảy ra một làn sóng cắt giảm lịch sử đối với sự hiện diện quân sự của Pháp ở lục địa châu Phi. Paris có kế hoạch giảm đội quân đồn trú của mình ở Tây và Trung Phi xuống còn vài trăm người. Việc này diễn ra theo kế hoạch xây dựng quan hệ đối tác đổi mới và kiềm chế hơn do tổng thống Emmanuel Macron công bố. Sau những thất bại cay đắng ở các nước vùng Sahel, tác giả bài viết lưu ý rằng các nước phương Tây có nguy cơ tiếp tục mất thêm ảnh hưởng ở châu Phi. Ông nói rõ rằng kể từ năm 2020 đã xảy ra một số cuộc đảo chính trong khu vực, bao gồm ở Mali, Guinea, Chad, Sudan, Burkina Faso, Niger và Gabon. Quân đội lật đổ chính phủ vì cho rằng chính phủ quan tâm quá nhiều đến lợi ích của Pháp hoặc phương Tây theo các nguồn tin thân cận với chính phủ và một nguồn tin quân sự yêu cầu giấu tên, Pháp sẽ duy trì 300 binh sĩ ở Cộng hòa Sát, 100 binh sĩ ở Gabon, giảm lần lượt so với mức 1.000 và mức 350 binh sĩ hiện nay. Tại Tây Phi, Pháp sẽ chỉ duy trì 100 binh sĩ ở mỗi nước bờ biển Nga và Senegal, giảm lần lượt từ mức 600 và 350 binh sĩ hiện nay. Bài báo của Đức nhận xét, những tình huống này đã tạo cơ hội cho Moscow tăng cường sự hiện diện quân sự và kinh tế tại các quốc gia đó ở Niger, Mali và Burkina Faso, tất cả quân nhân Pháp đã rời khỏi đất nước. Nga đang gửi vũ khí và nhân lực đến hỗ trợ các nước nói trên chống lại các nhóm khủng bố Hồi giáo. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với những người tham gia Festival Thanh niên Thế giới lưu ý rằng không có nhà lãnh đạo nào của các nước châu Phi trực tiếp yêu cầu Nga bất cứ điều gì, nhưng Moscow sẵn sàng giúp đỡ. Cách đây 2 năm, ngoài gần 1.600 binh sĩ được triển khai trước tại Tây Phi và Gabon, Pháp còn điều hơn 5.000 binh sĩ tới vùng Sahel của châu Phi trong khuôn khổ chiến dịch chống các tay súng Bakan. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2023, Tổng thống Macron thông báo sẽ giảm đáng kể sự hiện diện của quân đội Pháp ở châu Lục này căn cứ vào tình hình địa chính trị thực tế. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC cho biết, văn phòng cơ quan này ở giải Gaza đã bị trúng đạn pháo, khiến ít nhất 22 người đang trú ẩn ở xung quanh thiệt mạng và hàng chục người bị thương. ICRC nêu rõ các quả đạn pháo hạng nặng đã rơi cách văn phòng và nơi ở của các nhân viên ICRC chỉ vài mét vào chiều 21 tháng 6. Ủy ban này không nêu thủ phạm tình nghi bắn những quả đạn cỡ lớn nói trên. Song khẳng định, chúng đã làm hỏng kết cấu của văn phòng ICRC, khu vực có hàng trăm người phải di rời, sống trong các liều trại. Sau vụ pháo kích, 22 thi thể và 45 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện giã chiến gần đó. ICRC cho biết đã tiếp nhận những báo cáo về khả năng có thêm thương vong. Ủy ban này cũng nhấn mạnh việc pháo kích quá gần các cơ sở nhân đạo, nơi mà các bên trong cuộc xung đột đều biết vị trí đã được đánh dấu rõ ràng bằng biểu tượng của hội chữ thập đỏ, gây nguy hiểm đến tính mạng của thường dân và nhân viên hội chữ thập đỏ. Sự cố an ninh nghiêm trọng trên là một trong số nhiều vụ việc xảy ra trong những ngày gần đây. Trong khi đó, theo số liệu của cơ quan y tế tại giải Gaza, có 25 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ pháo kích trên. Cơ quan này cho rằng vụ pháo kích do Israel thực hiện đã nhắm vào các liều trại của những người di tản ở khu vực Al-Mawasi, xung quanh văn phòng của ICRC. Một phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời cho biết đang xem xét vụ việc này. Cũng trong ngày 21 tháng 6, Liên Hợp Quốc tuyên bố trách nhiệm của Israel là khôi phục trật tự và an toàn công cộng tại vùng lãnh thổ Gaza của Palestine để hàng viện trợ nhân đạo có thể được chuyển đến nơi này. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh có tình trạng hoàn toàn vô luật pháp ở Gaza, nơi tổ chức này đã cảnh báo nạn đói sắp xảy ra đối với 2,3 triệu người dân sau hơn 8 tháng xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Hầu hết các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza đã bị cướp phá. Tuy nhiên, Israel đã ngăn cản Liên Hợp Quốc sử dụng cảnh sát dân sự Palestine để bảo vệ hàng viện trợ. Trong khi đó, ngày 21 tháng 6, chính phủ Cuba tuyên bố sẽ tham gia vụ kiện do Nam Phi khởi xướng chống lại Israel trước Tòa án Công lý Quốc tế ICJ với cáo buộc phạm tội diệt chủng đối với người dân Palestine. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, nước này đã quyết định tham gia với tư cách là quốc gia thứ ba trong vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel trước ICJ. Cuba cam kết sẽ hỗ trợ và đóng góp nhiều nhất có thể cho các nỗ lực hợp pháp của quốc tế nhằm chấm dứt nạn diệt chủng Đối với người dân Palestine, Cuba ngay từ những ngày đầu đã lên án mạnh mẽ hoạt động quân sự của Israel tại Gaza. Cùng với Cuba, Tây Ban Nha, Mexico, Colombia, Nicaragua và Libya cũng đã tham gia vào các nỗ lực pháp lý do Nam Phi khởi xướng. Nhiều quốc gia khác cũng bày tỏ quan tâm đến việc hỗ trợ sáng kiến này. CNN dẫn lời ba quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ hôm 20 tháng 6 nói rằng Washington có những lo ngại nghiêm túc về nguy cơ nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban có thể gây quá tải, vô hiệu hóa các tổ hợp Iron Dome, vòm sắt của Israel nếu giao tranh biên giới gia tăng thành xung đột toàn diện. Một quan chức cho hay, chúng tôi đánh giá rằng ít nhất một vài khẩu đội Iron Dome, vòm sắt sẽ bị quá tải hoàn toàn. Nhóm quan chức Mỹ nói rằng tên Aviv cũng từng đề cập mối lo ngại này với Washington, trong đó quân đội Israel nói rằng vòm sắt dễ tổn thương trước kho tên lửa và máy bay không người lái UAV dồi dào, liên tục tăng cường số lượng của Hezbollah. Một quan chức Israel thừa nhận, nguy cơ này có thể trở thành hiện thực nếu Hezbollah tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí dẫn đường chính xác cao, loại khí tài có thể đặt ra nhiều thách thức cho vòm sắt. Giới chức Israel những năm qua từng nhiều lần bày tỏ lo ngại việc nhóm vũ trang Liban tích trữ kho tên lửa và đạn dẫn đường do Iran chế tạo. Trong tuần này, Hezbollah cũng đăng tải một đoạn video dài 9 phút do máy bay không người lái ghi lại, cho thấy những địa điểm quân sự nhạy cảm ở một số thành phố của Israel. Giới chức Israel sau đó tuyên bố, nước này sẵn sàng cho một cuộc giao tranh tổng lực với Hezbollah. Theo một quan chức Mỹ, trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện, sự hỗ trợ mà Israel sẽ cần nhất là các hệ thống phòng không và tổ hợp vòng sắt. Vòng sắt là hệ thống phòng không nổi tiếng nhất của Israel – đây là một hệ thống tầm ngắn đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái uav do hamas và hezbollah hai nhóm vũ trang có liên kết với iran bắn trong vài năm qua vòm sắt hoạt động dựa vào một hệ thống radar và phân tích để xác định mục tiêu tên lửa có gây ra mối đe dọa hay không hệ thống này chỉ triển khai tên lửa đánh chặn nếu xác định tên lửa đang bay tới có nguy cơ nhằm vào một khu vực có dân cư hay cơ sở hạ tầng quan trọng theo nhà sản xuất Rafael Defense System của Israel, vòm sắt có tỷ lệ thành công 90%. Tuy nhiên, vòm sắt cũng có những hạn chế. Michael Herzog, một tướng quân đội về hưu của Israel, cho biết một nhược điểm của vòm sắt là hệ thống này ít hiệu quả hơn ở tầm bắn 4 km trở xuống. Vì vậy, các tên lửa tầm cực ngắn cũng có thể là mối đe dọa. Nhóm 30 chuyên gia bao gồm một số báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho biết các nhà sản xuất vũ khí cung cấp cho Israel nên ngừng chuyển giao vật liệu chiến tranh ngay cả khi thực hiện theo giấy phép xuất khẩu hiện hành. Reuters dẫn tuyên bố của nhóm chuyên gia ngày 20 tháng 6 theo giờ địa phương bằng việc gửi vũ khí, phụ tùng, linh kiện và đạn dược cho quân đội Israel. Các công ty này có nguy cơ tiếp tay cho những hành động vi phạm luật quốc tế. Hiện chưa có bình luận từ Israel, quốc gia đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc vi phạm luôn khẳng định chỉ tự vệ và đang chiến đấu với lực lượng Hamas, chứ không phải người dân Palestine. Các chuyên gia nhận định rủi ro đối với các công ty vũ khí đã gia tăng kể từ khi Tòa án Công lý Quốc tế ICJ yêu cầu Israel ngừng tấn công quân sự nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Phán quyết khẩn cấp hồi tháng 5 mang tính bước ngoặt trong vụ kiện của Nam Phi với cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Các chuyên gia lo ngại, trong bối cảnh này, việc tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Israel có thể bị coi là cố ý cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế để thu lợi nhuận. Trong khi đó, những dạn nứt nội bộ Israel ngày càng trở nên rõ ràng khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ theo đuổi xung đột chống lại Hamas ở Gaza cho đến khi năng lực quân sự và quản lý của lực lượng này trên lãnh thổ của Palestine bị loại bỏ. Nhưng sự thất vọng ngày càng gia tăng khi xung đột đã bước sang tháng thứ 9 mà vẫn chưa có hồi kết và cũng chưa có kế hoạch hậu chiến nào được đưa ra. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, trong một phát biểu với kênh 13 của Israel gần đây đã nói rằng lực lượng Hamas sẽ không thể bị loại bỏ. Ông Hagari nói, nói chúng tôi sẽ tiêu diệt Hamas, khiến Hamas biến mất chẳng khác nào lừa bịp mọi người. Hamas là một hệ tư tưởng đã ăn sâu bám rễ trong lòng người dân. Bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi có thể loại bỏ Hamas đều sai lầm. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ bình luận của ông Hagari. Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh, nội các chính trị và an ninh do Thủ tướng Netanyahu đứng đầu đã xác định một trong những mục tiêu của xung đột ở Gaza là phá hủy năng lực quân sự và quản lý của Hamas. Tất nhiên, IDF cũng cam kết thực hiện điều này. Quân đội Israel ngay sau đó đưa ra lời giải thích rõ ràng rằng họ cam kết đạt được các mục tiêu của xung đột như nội các đã xác định. Họ đã nỗ lực thực hiện điều này trong suốt xung đột, cả ngày lẫn đêm và sẽ tiếp tục làm như vậy. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết thêm, bình luận của ông Hagari nói về khía cạnh loại bỏ hệ tư tưởng của Hamas và điều này đã được ông ấy nói rất rõ ràng. Bất kỳ tuyên bố nào khác đều là đặt lời nói của ông ấy ngoài bối cảnh. Đầu tuần này, Thủ tướng Netanyahu cũng bày tỏ không hài lòng với quyết định của quân đội về việc tạm dừng chiến thuật từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày ở thành phố Rafah, phía nam Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Theo một quan chức Israel, ngay khi nghe báo cáo về kế hoạch trên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quay sang thư ký quân sự và nói điều này là không thể chấp nhận được. Ông Netanyahu tiếp tục thể hiện sự bất bình với các lãnh đạo IDF trong cuộc họp nội các sau đó, nhấn mạnh rằng Chúng ta là một đất nước có quân đội, không phải một quân đội có đất nước. Để đạt mục tiêu xóa sổ Hamas, tôi đã phải ra những quyết định mà không phải lúc nào cũng được giới lãnh đạo quân đội chấp thuận. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.